Chào cả nhà. Hôm nay sáng sớm mình cũng như thấy cái xài mình á, trái quá trời, nó tới chín rồi nè, mà có nhiều trái chín mình ăn không có kịp nha cả nhà. Có con trái chín đây nó rụng hoài, mấy trái gần gần là nó chín vàng hết rồi cả nhà. Nó vàng nè, nhỏ thấy không, nó vàng. Với mình để lâu rồi, mình chờ cháu nó về mình hái cho nó ăn, hái cho tại cây á, tại cây cho nó ăn, cho nó thích cái vườn á, có vườn có cây đó, nên là mình chờ nó, thành ra nó rụng hoài à. Vàng nó chín mà xài này đọc cái khi nó rụng rồi là trái nó không còn ngon nha, nó rụng rồi là nó sẽ bị gì kêu bằng da lợn á, nó thành ra nó không có ngon nha cả nhà. Đó, rồi thành ra mình nhưng mà ráng chờ chứ sao giờ, ráng chờ cho nó về, nó cho nó thích, nó ham nè, cho nó trái bự lắm, trái cả ký luôn. Đó, nó vàng hết chứ, nó giả chứ rồi, vàng chín rồi, chín cây luôn nè. Mà tiếc không bẻ thì dơi nó ăn rụng hoài à. Rồi, trái này cái đít nó dần khè nữa rồi, chắc phải hái rồi. Đây ở cái đít nó vàng rồi cái nhà ơi, không hái rồi cái như bỏ luôn á nè, coi đó, không hái rồi như bỏ luôn cái nhà nè, đó phải hái để nó rụng đó, quá trời chín ngon hết sức nè. Trái này luôn coi như là toàn bộ cây xài mình hái được hết rồi, hái được hết rồi đó, nhưng mà tại vì mình chờ cháu nó về, cháu về cho nó thấy nó ham nên mình phải để cho nó chín luôn. Rồi bên đây là cây cốc của mình nè cái nè, cốc trái năm nay cũng xài lắm đó. Đó, trái bị cái lá nó kẹt kẹt trong lá thành ra không thấy trái, nó chưa bự không nhiều lắm. Rồi mời cái nhà vô, mình mời theo, bắt đầu mình cũng chuẩn bị làm cơm rồi cả nhà ơi. Làm món gà nướng với cá kho với rau muống xào tỏi à, mình ăn đơn giản. Vì có hai cha con ở nhà, nên là bả trên phố rồi, bả ở với cháu nội rồi. Hết tuần sau bả mới về đây rồi. Có cháu nội quay cho ăn uống rồi mình bày ra mình ăn, cái mình quay cho cả nhà nhiều cái món mới lạ lắm nha cả nhà. Đó rồi thôi, xin mời cả nhà theo mình vô mình làm cơm nha cả nhà. Dạ chào cả nhà. Hôm nay mà chỉ có hai cha con nhà cả nhà. Bữa nay bà đi thành phố ở chển cũng mấy ngày ở với cháu nội. Gà nướng mua nửa con cả nhà, nướng thì chỉ có nhỏ nó ăn gà thôi, còn mình thì mình ăn cá mua con cá bự, bữa mua con cá 3 kg mấy, bữa về làm cực khổ, mình tự làm mà mình không có quay đó. Cá gà mình nướng trong cái lò nướng nè cả nhà, cái lò nướng nè, nồi chiên không dầu nè cả nhà đó, làm rất là tiện cả nhà ơi. Nướng ít mỡ, ăn không có ngán. Đó rồi thôi đây mình tới mình quay cái món mà của mình ăn với rau muống xào tỏi nha cả nhà. Muống xào tỏi nè cả nhà. Đó, mình làm thì không có quay ngay lúc mình làm cả nhà, có mình nè. Chứ còn mình cầm quay nó cũng bất tiện quá, thôi mình làm chính luôn. Thì cái món rau muống xào tỏi thì nó cũng không có cái gì phức tạp. Như rau muống mình lặt xong rồi mình luộc, mình chần qua nước sôi, rồi mình bỏ vô nước lạnh lại, rồi bắt đầu mình xào. Đó, xào nêm thì khẩu vị tùy. Một chút nước tương, món xào thì mình xài nước tương là rất ngon nha. Bất cứ món xào nào mình chỉ nêm nước tương, bột ngọt, đường, nhưng mà đừng nêm nước mắm nè, coi vậy chứ. Tỷ thích thôi, nhưng mà đa số món xào mình xài nước tương là rất là ngon nha, nó thơm dữ lắm. Thành ra đó mình xào đó. Xào tỏi thì mình xóc á, nó nằm dưới á, tại vì mình bầm nhỏ nữa. Đó rồi mình mấy nói nó
thằng con á, nó ăn nó cái dĩa gà nãy mình làm đó, nó nửa con gà nhưng mà mình làm không hết nha, mình ốp lại để đó rồi mai nướng cho nó ăn nữa. Ăn chuyện nào ngán thôi đó. Rồi cái đây là rau muống nè, nó ăn chung rau muống. Còn mình thì có nồi kho đây, có nồi kho nồi đất nè, cá với cũng cái giò gà cánh gà nữa, nhưng mà cá mình nhiều lắm, bữa nay mình ăn nhiều là mình đủ ngày mình thôi, nên mình không có làm nhiều, cái gì cũng làm chút, kệ, chịu khó mình làm khi vợ vắng nhà và cả nhà ơi ha. Đó thì mình làm đủ thứ, làm được hết mọi thứ nha, các món ăn luôn, tại chỉ có làm biến là không làm thôi à. Rồi mời cả nhà ăn cơm với mình nha. Dạ xin chào cả nhà, mời hôm nay mời cả nhà ăn cơm mình nha. Bữa nay mình ăn con mình nè. Bữa nay mình thằng con thì kêu nó vô ăn, nó chưa ăn, thôi mình ăn trước. À bà xã mình hồi nãy cũng nói rồi ha, đang ở cháu nội chơi, cháu nội ở thành phố á, ở trên Sài Gòn á. Chơi chở 2 tuần rồi, 1 tuần nó mới về cả nhà ơi. À, nãy có quay cây xài á mà bẻ nè cả nhà. Nãy quay á rồi mà bẻ đâu quay được, thành ra nè nó chín về nè, thường trái này chín về rồi cũng có khi khúc này ăn không được cả nhà, ngọt dữ lắm, nhưng mà quay về nè nó chín. Còn nè trái này mình bẻ cũng chín nhưng vẫn còn cứng, nên thành ra cái trái này chắc ăn là ăn được, cái nó ngon. Còn trái này nó mềm cái đít rồi, mềm đít thường thì nó ăn không ngon. Nãy anh ơi bẻ mấy trái, 5-6 trái. Có trái này rớt muốn hơi dập một chút rồi cả nhà. Thôi mời cả nhà ăn cơm nha. Đó, xài mình có một cây mà ăn không hết, cho khắp xóm hết trơn cả nhà ơi. Đó, này rau muống xào tỏi, chấm cũng được, không chấm được mình nếm cũng vừa. Rồi có miếng dưa chua. Dưa chua cũng muốn hết rồi. Cái gì? Dưa cải. Ăn cũng ít thôi, vì có rau muống là mình ăn cho hết. Để đây. Còn cái món này không thiếu à. Món này là củ ghiền. Này là củ ghiền cả nhà nè. Đó, củ ghiền mỗi bữa ăn mình ăn nhiêu đây thôi. Ăn riết cũng quen, cũng dễ ăn cả nhà ơi. Ăn cũng dễ ăn. Thấy nó làm như nó tốt cho bao tử, với nó good, làm như nó được làm giảm good á, nên là mình ít có phát good lắm cả nhà. Thôi ăn cả nhà, mời cả nhà ăn cơm nha. Ăn một mình mà nhiều chuyện quá. Trong đây cả ba xa chứ nãy có cái giò ăn gà với chót cánh á, thấy nướng nó ra bị khô, tao bỏ kho chung với con khứa là đủ ăn ngày rồi. Nó nói chứ ăn mình cũng buồn cả nhà. Ăn cũng phải có vợ con ăn vui, có bà xã bà dành giật đồ với mình ha, mình ăn vui ngon. Nay trời chuyển mưa, hồi sáng cũng mưa sơ sơ rồi, giờ này ổng ui ui mà ui ui thì mát nha cả nhà.
ôi này mình mát dễ chịu. Nay tính mua con gà luộc, cái mình xé khoai vậy, xé khoai cái mình ăn luôn, xé khoai vậy đó, mình ăn mình xé trên bàn luôn, để nguyên con xé, thấy cũng hấp dẫn lắm mà cả nhà, chấm ớt không. Nhưng mà về lây quay thôi không kịp thôi không mua, nhớ nhà có gà, gà ốp sẵn tủ á, dông ra nướng. Nếu mình thiên thì mai mình làm, chỉ sợ làm biếng thấy vậy làm biếng lắm. Vì có mình muốn ăn gì dễ, cơm này có thể nói là rất là dễ ăn, làm biếng nữa mình ra mình tiệm muốn học cánh giường về ăn cũng được, cũng tiện. Thôi tại muốn nấu cơm quen rồi, nấu quen với thằng con rồi, nó còn không đứt cơm không mua ngoài tiệm, kệ nấu nó ăn vậy đó. Nó chỉ ăn hai món thịt với gà gà chiên gà nướng. Thôi ăn nó này vô dễ tiêu, nó hơi nóng à, dễ tiêu ấm. Nóng nóng chứ có vị thuốc mình chịu à. Rau cải của mình cũng thuốc không á, thuốc nam chứ không phải thuốc thuốc ấy nha, không phải nó thuốc thịt, thuốc nam, ăn rau cải nó có vị thuốc nam. Còn đa số mấy cái củ gừng củ nghệ cũng ghiền là nó rất là tốt cho sức khỏe, nhưng mà cũng tùy theo người nha. Đúng, ăn mà máu mình bình thường cứ ăn cái củ ghiền là với gừng á nó tốt, nhưng mà nếu mà máu mà bình thường thì ăn tốt, nếu mà máu mình hơi cao quá ăn nó sẽ bị cao, nên mình ăn cũng thận trọng, mình ăn phải biết mà được. Mình được cái là mình mới ra máu bình thường,
thử đường cũng bình thường, nhưng mà tạm ổn. Sáu mươi năm cuộc đời cả nhà ơi, đúng luôn, đúng 60 năm cuộc đời mà chưa, như là chưa cao máu với đấy tiểu đường là mừng dữ lắm à, coi như là khỏe cũng cũng mừng. Nên mình gắng giữ gìn lắm, giảm nhậu. Đám tiệc mới nhậu với nhau, còn mới thôi, bình thường không tổ chức như lúc trước. Hồi đó ngày hai ngày cứ thèm. Thèm nhậu, thèm nhậu. Hôm nay cũng làm con mình là cũng buồn quá vậy, tâm sự với cả nhà nhiêu được rồi, nói hoài nó không biết nói cái gì. Thôi xin chúc cả nhà nhiều sức khỏe và nhiều may mắn trong cuộc sống ha. Chúc mọi người đều yêu thương nhau. Chúc luôn luôn mọi mọi cả nhà đều có một sức khỏe dồi dào. Dạ xin chào, bye bye.